mưa tuyết và thời tiết băng giá đã khiến nhiều hoạt động trên khắp nước Mỹ bị đình trệ, trong đó hàng nghìn chuyến bay phải hủy, 6 người đã thiệt mạng do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Cảnh báo bão băng đã được ban bố khắp khu vực trải dài từ Texas đến Tây Virginia. Cơ quan dự báo thời tiết cho biết, một số đợt mưa hỗn hợp, bao gồm cả mưa đá và tuyết, sẽ xuất hiện ở nhiều khu vực. Dịch vụ theo dõi chuyến bay Flyaway cho biết, tính đến 6 giờ 48 phút ngày 1 tháng 2 giờ địa phương, tức 18 giờ 48 phút giờ Việt Nam, tổng cộng 1.467 chuyến bay trong nước đến hoặc đi từ Mỹ đã bị hủy bỏ, trong khi 527 chuyến bay bị hoãn. Hãng hàng không giá rẻ Southwest Airlines phải hủy nhiều chuyến bay nhất với 487 chuyến bay, sau đó là hãng American Airlines Group có trụ sở tại thành phố Fort Worth thuộc bang Texas với 480 chuyến bay bị hủy. Trước đó, cơ quan hàng không Liên bang Mỹ ngày 31 tháng 1 đã cảnh báo hành khách rằng tình trạng băng giá ở một số khu vực như thành phố Dallas và Fort Worth ở bang Texas, thành phố Memphis ở bang Tennessee dẫn đến một số chuyến bay có thể bị chậm. Không chỉ ảnh hưởng đến các chuyến bay, tại Tennessee, các trường học ở quận Memphis Selby đã thông báo đóng cửa trong ngày 1 tháng 2 do băng tuyết và điều kiện đường xá nguy hiểm. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh cũng phải đóng cửa. Có một chút thất vọng, các doanh nghiệp ở trung tâm thành phố có xu hướng hoạt động kém đi khi thời tiết băng giá. Có thể nói, chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Chúng tôi là những người đầu tiên đóng băng và cũng là những người cuối cùng tan băng. Ngày hôm qua, lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã giải quyết hàng trăm vụ va chạm ô tô trên khắp Texas. Thống đốc bang Greg Abbott kêu gọi mọi người không lái xe ra đường nếu không thực sự cần thiết. Kể từ đầu tuần, đã có ít nhất 6 người chết do đường trơn trượt ở Texas. Còn tại Arkansas, chính quyền bang đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời cảnh báo nguy cơ nhiều đường dây điện bị đứt do băng giá và thời tiết xấu. Hôm nay tôi đã định ra ngoài chạy xe và kiếm tiền, nhưng sau khi nhìn thấy một vài chiếc ô tô gặp nạn trên cầu do va phải băng, tôi đã từ bỏ ý định này. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho rằng, tình trạng bão băng đang diễn ra hiện nay sẽ tiếp tục gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng cho nước Mỹ và trung tâm bang Texas.